Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hàn, và như thường lệ ngày hôm nay 27 tháng 2, hãy cùng chúng mình điểm qua những tin tức đáng chú ý. Irene luôn được biết đến là một nữ idol có nhan sắc xinh đẹp vạn người mê, và dù đi theo phong cách nào đi chăng nữa thì cô nàng vẫn đổ gục trái tim người hâm mộ. Tuy nhiên thì mới đây khi hóa thân thành mỹ nhân của Trang, Irene đã khiến cho nhiều người phải mê mẩn hơn bao giờ hết. Được biết, những hình ảnh của Irene hóa thân thành mỹ nhân cổ trang hoa ngữ xuất hiện trên mạng xã hội xứ Trung gần đây. Dĩ nhiên thì nữ thần nhà SM vẫn xinh đẹp xuất sắc khi diện những bộ trang phục này, song sự thật chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ phải bất ngờ. Trên mạng xã hội xứ Trung gần đây đăng tải khá nhiều hình ảnh của Irene diện đồ cổ trang. Cô nàng không chỉ hóa thân thành mỹ nữ đời nhà Thanh mà còn diện khá nhiều bộ trang phục thuộc các thời đại xưa khác nhau. Hầu hết trong mỗi tấm hình thì Irene đều thể hiện được nhan sắc lẫn khí chất thanh cao ngút ngàn của mình. Cô đẹp trong mọi bức ảnh, mọi tấm hình, và đương nhiên dân mạng không ngớt lời khen ngợi thành viên của Red Velvet. Dù vậy thì không ít cư dân mạng tỏ ý nghi ngờ khi bỗng dưng xuất hiện loạt ảnh Irene diện đồ cổ trang hoa ngữ và họ bắt đầu tìm hiểu sự thật. Việc bỗng dưng xuất hiện loạt hình Irene diện đồ cổ trang hoa ngữ đã khiến dân tình đứng ngồi không yên. Ai cũng khen cô nàng xinh đẹp cả, nhưng thực tế vẫn hoài nghi về độ chân thực của những tấm hình. Sau một hồi lần mò, fan cũng phát hiện ra đây chỉ là ảnh ghép được dân mạng làm ra bởi Photoshop. Mặc dù là ảnh ghép thôi, song nhìn qua cũng khá thật và mượt mà đấy. Nếu không để ý kỹ, có lẽ sẽ chẳng ai biết sự thật đâu, mà còn nghĩ Irene sắp đi đóng phim cổ trang hoa ngữ đấy chứ. Dẫu biết là ảnh ghép, song nhan sắc của nữ thần nhà SM vẫn xứng đáng được fan gửi lời khen ngợi. Không chỉ khen đẹp, Irene còn được cư dân mạng nhận định là có khí chất để hóa thân thành mỹ nhân cổ trang hoa ngữ. Thậm chí có người còn mong chờ cô nàng sẽ nhận được lời mời đóng phim từ các nhà sản xuất xứ Trung. Vào thời điểm mới ra mắt cùng G-Fan, Eunji liên tục bị chê bai vì kém sắc, không nổi bật và lu mờ so với các thành viên khác trong nhóm. Thậm chí là nhiều người còn nói là cô không xứng đáng để trở thành một idol. Tuy nhiên thì theo thời gian, cô nàng đã ép năm bản thân, tìm cách giảm cân và thay đổi phong cách thời trang, thay đổi kiểu tóc. Và hiện tại thì cô nàng đã lột xác hoàn toàn, không còn là một cô gái nhút nhát xưa kia. Giờ đây Eunji đã trở thành một cô gái xinh đẹp, tự tin và tràn đầy sức sống. Mới đây, trên Instagram của nhóm, chính Eunji đã khoe loạt ảnh selfie xinh xuất sắc. Ai cũng biết cô nàng xinh xắn, yêu kiều hơn hẳn sau cú lột xác ngoạn mục, nhưng đốn tim và xuất thần đến mức này thì đúng là vẫn gây bất ngờ. Khuôn mặt phi lai, đôi mắt to tròn và làn da trắng sáng, nhan sắc của Eunji giờ đây đúng là miễn chê. Hành trình Việt hóa thiên nga của em út G-Fan quả là xuất sắc, xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi. Dù có là ở góc mặt nào, Eunji cũng cực kỳ xinh xắn. Sống mũi cao thẳng, khuôn cằm vi lai và đôi mắt to tròn có hồn của cô nàng đúng là khiến nhiều người ghen tị. Hậu giảm cân thì Eunji không còn bị gán với biệt danh là nữ idol xấu nhất lịch sử K-pop. Giờ đây cô nàng tự tin, xinh đẹp và thần thái chẳng kém cạnh ai. Ngay cả trong những tấm ảnh đời thường, ảnh chụp trong hậu trường, visual của cô nàng cũng không có điểm nào để chê. Quá trình Việt hóa thiên nga của Eunji quả là đáng được ghi nhận. Được biết, những hình ảnh của Irene hóa thân thành mỹ nhân cổ trang hoa ngữ xuất hiện trên mạng xã hội xứ Trung gần đây. Dĩ nhiên thì nữ thần nhà SM vẫn xinh đẹp xuất sắc khi diện những bộ trang phục này, song sự thật chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ phải bất ngờ. Trên mạng xã hội xứ Trung gần đây đăng tải khá nhiều hình ảnh của Irene diện đồ cổ trang. Cô nàng không chỉ hóa thân thành mỹ nữ đời nhà Thanh mà còn diện khá nhiều bộ trang phục thuộc các thời đại xưa khác nhau. Hầu hết trong mỗi tấm hình thì Irene đều thể hiện được nhan sắc lẫn khí chất thanh cao ngút ngàn của mình. Cô đẹp trong mọi bức ảnh, mọi tấm hình và đương nhiên dân mạng không ngớt lời khen ngợi thành viên của Red Velvet. Dù vậy thì không ít cư dân mạng tỏ ý nghi ngờ khi bỗng dưng xuất hiện loạt ảnh Irene diện đồ cổ trang hoa ngữ và họ bắt đầu tìm hiểu sự thật. Việc bỗng dưng xuất hiện loạt hình Irene diện đồ cổ trang hoa ngữ đã khiến dân tình đứng ngồi không yên. Ai cũng khen cô nàng xinh đẹp cả, nhưng thực tế vẫn hoài nghi về độ chân thực của những tấm hình. Sau một hồi lần mò, fan cũng phát hiện ra đây chỉ là ảnh ghép được dân mạng làm ra bởi Photoshop. Mặc dù là ảnh ghép thôi, song nhìn qua cũng khá thật và mượt mà đấy. Nếu không để ý kỹ, có lẽ sẽ chẳng ai biết sự thật đâu, mà còn nghĩ Irene sắp đi đóng phim cổ trang hoa ngữ đấy chứ. Dẫu biết là ảnh ghép, song nhan sắc của nữ thần nhà SM vẫn xứng đáng được fan gửi lời khen ngợi. Không chỉ khen đẹp, Irene còn được cư dân mạng nhận định là có khí chất để hóa thân thành mỹ nhân cổ trang hoa ngữ. Thậm chí có người còn mong chờ cô nàng sẽ nhận được lời mời đóng phim từ các nhà sản xuất xứ Trung. Bạn có nhận xét như thế nào về nhan sắc của hai mỹ nhân K-pop kể trên? Hãy để lại bình luận bên dưới comment nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.